Trảng Bàng bánh tráng phơi sương, bà đen ngọn núi vẫn vương lòng người. Vâng, các bạn đã đoán ra địa danh nào mà chúng mình đang nói đến trong video không? Những ai chưa đoán ra được hãy cùng chờ tụi mình bật mí sau clip nhé. Và đây là khung cảnh kho hàng. Hiện nay phân khúc piano điện mang thiết kế nhỏ gọn, có nhiều tính năng hiện đại kèm mức giá hấp dẫn đang rất được ưa chuộng, và Kurtzman đáp ứng được điều đó. Vâng, anh em không nghe nhầm đâu. Và đó là siêu phẩm Kurtzman KS1 chính thức cập bến Trảng Bàng, Tây Ninh. Các bạn cùng theo mình nha. Hãy cùng thùng KS1 chuẩn bị lên xe khởi hành nhé. Trời trong xanh quá các bạn ơi. Thật vô nghĩa. Mưa đã tạnh rồi mọi người ơi. Đoạn đường đến Tây Ninh ngày càng gần khiến anh em trong đoàn cảm thấy háo hức. Bác Tài và anh nhân viên cẩn thận khi nàng xuống xe và mang vào nhà. Nhà khách được trang trí với nội thất toàn bằng chất liệu gỗ toát lên vẻ mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng. Trong quá trình lắp ráp các bạn có thể thấy bên trong thùng KS1 gồm có thân đàn, chân đàn, sách hướng dẫn, bê đan, một bộ ốc lắp đàn và một bộ nguồn. Và cũng như các lần trước, đương nhiên các bạn sẽ được tặng một ghế piano cao cấp của Kurtzman. Cùng mình điểm lại những chức năng nổi bật của KS1 nhé. Về thiết kế thì đàn gọn nhẹ, không tốn diện tích vuông vức và đàn mạnh mẽ. Cảm giác chơi đàn thoải mái với 88 phím. Được bổ sung cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ, vượt trội về âm thanh và giai điệu. Khi đàn sở hữu đa âm 128 polyphony và 20 âm sắc. Về kết nối thì đàn có thể kết nối với các thiết bị thông minh qua cổng USB, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đa dạng các chức năng như metronome đếm nhịp, sleep mode khi bàn phím, Trinova trộn tiếng và Chessboard tăng giảm tông. Đàn tự tắt khi không sử dụng 30 phút với tính năng auto off. KS1 có 3 màu tùy theo sở thích của các bạn là trắng, đen và nâu gỗ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình và tin tưởng ủng hộ sản phẩm do công ty Minh Phụng cung cấp. Khi đến đây các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đến 1 trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là chuyến đi Tây Ninh của team Minh Phụng đã kết thúc tốt đẹp. Anh khách đang tiến hành bốc siêu cây đàn này các bạn. Rất vui vì các bạn đã luôn đồng hành cùng Minh Phụng Music. Hãy like, share, subscribe cho chúng mình để chúng mình có động lực ra nhiều video mới hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến đi sau.